nó ốm hay sao, đi bảo nó thăm phát mới được. Cháu ơi, có nhà không? Cháu ơi. Bác vào à, mẹ cháu bị ốm nha. Bây giờ cháu làm nhé, hốt cái chỗ này xuống cho bán nhé. Chưa được bằng đâu. Bác ơi, không có cái gì ăn ở nhà không? Đâu quá rồi. Bảo cái đứa mua đậu không biết hình như mẹ nói sao là mình nằm ngã ở ao không biết xem nó mẹ nó ốm hay sao thì bảo nó thăm phát mới được. Ở trong nhà ấy nhỉ? Vào gọi nó xác xem mẹ nó nói chắc bị ốm hay sao, bảo mẹ nó bị ốm mà nó đi thăm một phát. Cháu ơi, có nhà không? Cháu ơi. Dạ. À, mẹ cháu nói bác vào vào cây chuối vào ngã chúng ta, bây giờ đang ốm với nhá, đi thăm mẹ cái nhá. À, mẹ cháu bị ốm nhá, đi thăm mẹ cháu với nhá. Hôm nào vừa bị bác làm cây chuối va vào ngã xuống ao đấy, bây giờ đang bị ốm đấy nhá. Đang nằm ở giường ấy, đi thăm đi nhá. Không thì không có ai thăm đâu. Để đi thăm luôn nhá, bác về đây. Về luôn đây. Đi qua đấy là đi luôn nhỉ. Đi mua cho mẹ cổ sữa. Thank you.
Đã có sao nữa. Lâu hết rồi. Cô là cái chuối bắt tay ra còn dây lên cô là cái chuối nhưng mà ngã đi vào người mẹ mẹ trượt không ngã thế nào đau hết chân tay rồi. Cháu không có ý gì em nữa. Cái liệu ấy. Con nói tao mà cái liệu hồn cháu đi. Không có mẹ con gì hết. Cháu dựng mà bác. Không có tổng cái gì hết. Quét lều này. Không phải lều của chúng mày nha. Nhanh hút bỏ niêu xong cháo gì vào đây nhanh hút ngay đi ra khỏi đây đây mày có chữa rồi mà còn lại đi rủ dê hết thằng này đến thằng kia hút đi nhanh đi hút đi có cái này nữa đừng bao giờ tao nhìn thấy chúng mày vào đây hút ngay.
cướp nhiều không bác? Đấy, hốt cái đống này xuống. Bác một mình bác không làm được đâu, còn trông bà ốm nữa. Ơ, nhưng mà quán sửa, quán sửa xe này đâu, bác đâu ạ? Sửa xe thì bác đi bán rồi, không có ai để làm nữa. Không làm nữa là để hót cái chỗ đất này xuống thôi. Bây giờ cháu làm nhé, hót cái chỗ này xuống cho bác nhé. Bác đi vào trông bà đó. Hót xuống đây ạ? Ừ, hót xuống đây. Lấp lấp cái chỗ này xuống. Bây giờ làm luôn ạ? Bây giờ làm luôn. Thôi cháu ơi. Dạ. Thôi. Cũng cháu cũng nốt đã. Ngày mai làm thôi. Bác còn dạ chú để còn làm cơm cho bà ăn đã. Làm nữa. Thôi cháu cũng hết rồi. Chưa được bằng đâu. Ngày mai lại về làm tiếp nhé. Bây giờ bác dạ cho 20 chú đã nhé. Tốt kia chưa hết được mà. Ăn còn. Dạ. Nhà làm tiếp tục. Thôi.
Chị ạ, bao nhiêu nào đấy? Cho thằng ngại nhiều bố mẹ nữa. Mẹ tính đi, cho đủ 20.000 đi. Cho bà một con nha.
Em về rồi à? Không, em về. Sao nay đi chợ em về muộn nhỉ? Hôm nay đi muộn quá nên là em về muộn. Em mua được cái cà chua trứng này. Cà chua trứng à? Anh chưa, anh vừa làm việc nhà xong hết rồi. Có hai củ măng hôm nay anh đi đào về để nên lấy củ măng về làm rau nhỉ? Em bóc măng. Em bóc măng. Sao anh đi làm cà chua đây? Em đây nhé, em rửa cà đi theo. Thank you.
Em xong rồi. Vâng. Thái xong rồi, bây giờ mình làm trứng nữa. Vâng. Để nó cho ông. Anh cắt cái sao thay nó. Em đi anh lấy nước uống. Anh không mua thuốc à? Không, không có thuốc để mua. Hôm nay em sợ em lại quên rồi. Không sao đâu. Nó nhìn ngon nhỉ? Trứng gà này họ bảo là trứng gà ta đấy. Trứng gà ta à? Vâng. Thank you.
thương mà. Anh cất nữa. Em để lên năm cho lên trên kia đi tí thì mình lấy đi. Đi. Em lấy mâm vào nhà nhá. Nó sắp chín rồi. Chín rồi đấy. Em lấy cơm lên đi. Cơm nóng hổi. Anh nấu đấy. Em ăn thử đi. Anh lấy tiền. Ở trên nhà kia cái bát trên nghe bảo anh đi lên đấy lấy rồi. Vâng. Mai như bác kia bảo anh sửa xe ấy, xong là ba lấy như chắc là ngày mai anh đi làm ở đấy cho bác. Anh đi làm ở đấy kiếm thêm tiền thôi. Trên nhà anh có tiền. Thank you.